năng lực upper, năng lượng chuẩn xác. TV 360, xem theo cách của bạn. Các anh chị đã cầm cái vật gì và anh chị ném được bao nhiêu xa? Tôi từng ném đá để chơi con chó nhà cạnh bên đấy. Tôi đã từng ném vật từ đường bên đây sang đường bên kia. Thế cái đồ đấy có đến được tay người kia không? Dạ không, vào đầu người kia. Vào đầu thì sau đó thì thế nào? Dạ bị chửi ạ. Yêu cầu các đồng chí trong quá trình huấn luyện nghiêm túc. Đồng chí Hiếu hy sinh. Đúng rồi đó. Hiểu hả? Nhâm không thôi. Anh em cái này tôi lấy đấy. Đây là gì? Em nhâm không? Nhâm không thôi. Đổ đi. Năm ngày vừa qua là cái năm ngày mà mỗi ngày là Tuấn đều học được những cái bài học. Kiểm tra khóa an toàn. Trong mấy cái nhiệm vụ như này thì mình nên bình tĩnh lại. Chị Giang!